Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật pháp. Và chúng ta đang học Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, một trong bốn cuốn luật căn bản của người xuất gia, với đề tài là Từng Giọt Sữa Thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 23. Đại chúng chiều nay khỏe không? Hôm rồi mình học cái bài kệ khử uế, tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cách vô cấu, án hạ nặng mật lật đế tóa ha. Và chúng ta chưa có giải thích cái câu thần chú đó. Câu chú đó có nghĩa là chữ án luôn luôn nó có nghĩa là nhiếp triệu, tức là thu nhiếp lại. Và chữ hạ nặng nghĩa là buông bỏ, là ngưng diệt. Mật lật đế nghĩa là sự chết chóc. Chữ tóa ha, sa ha hay là ta bà ha, vân vân, có nghĩa là thành tựu. Hạ nặng là buông bỏ, là ngưng diệt. Mật lật đế nghĩa là sự chết chóc. Tức là mình thành tựu được sự buông bỏ, sự chết chóc, thành tựu được cái việc đó. Mà chết chóc ở đây là tượng trưng cho cái gì nó không còn bị những cái chi phối của khổ. Bữa nay mình học qua tới bài kệ thứ 11 là bài tẩy thủ. Chữ tẩy hôm rồi mình học á, tẩy nghĩa là rửa, thủ là bàn tay. Thủ là cái bàn tay của mình. Bây giờ mình nghe lời giải của tổ. Tay là tên chung, là món có nơi thân hình chúng ta, là chi phần hay còn giữ việc cầm nắm. Đó là giải thích nghĩa của chữ tay. Tay là tên chung. Tên chung là gì? Mình nhìn về kêu là tay. Là một món nơi thân thể của mình. Ví dụ như đầu, vai vân vân, thì cái này là một phần của cơ thể. Và con người mình mà cái tay là để cầm nắm, cho nên cái công dụng của nó là để cầm nắm. Nếu không có bàn tay thì không thể gọi là tay. Nếu không có cái bàn tay này thì không thể gọi là, cái này chúng ta gọi là cánh tay, khúc này không gọi là bàn tay. Thành ra nếu mà không có cái này thì cái này cũng không đủ một phần gọi là tay. Có bàn tay, có ngón tay, cho nên gọi rằng tay. Hai tay là tinh của Thái Dương. Có một quyển sách giải thích, cái quyển sách đó giải thích như thế này. Cái này nó giống như là năm cái ngón tay mình, nó giống như ngũ hành vậy đó. Cho nên trong phim Tây Du Ký á, Tôn Ngộ Không muốn bay ra khỏi cái càn khôn, rồi cuối cùng bay không lọt được bàn tay của Phật Tổ. Ông bay tới một chân trời, ông nghĩ rằng ông đã tới nơi rồi, tới chân trời rồi, ông mới kéo quần xuống ông tiểu vô đó. Rồi ông còn ghi chú lại để mà bằng chứng rằng, để mà Đức Phật không có thể nào mà gọi là ăn gian với ông. Nhưng mà khi ông bay, ông đảo lộn trở lại rồi, ông nói: Phật Tổ, tôi đã bay ra tới chân trời rồi.
ông, tôi còn sợ ông ăn gian đó, tôi còn ghi chú lại Tề Thiên Đại Thánh đã từng tới đây, ghi vô cái ngón giữa. Tới hồi nói xong thì Phật Tổ mới nói: con khỉ đột, ngươi hãy nhìn lại bàn tay, nhìn, hãy nhìn cái ngón giữa của ta. Thì lúc đó ông nhìn thì ông thấy rõ ràng cái chữ của ông. Lúc đó ông hết hồn rồi, ông thấy rằng ông không lọt được bàn tay của Phật Tổ. Lúc đó Phật mới úp cái bàn tay xuống, ông bị rớt xuống đá đè 500 năm. Thì cái bàn tay đó là tượng trưng cho cái gì? Ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu mà nói theo Phật giáo là ngũ uẩn. Con người của mình có khôn cỡ nào, có tài trí cỡ nào cũng không thoát cái thân ngũ uẩn giả tạm. Còn nói theo thế gian thì sao? Anh có khôn cỡ nào thì anh cũng không thoát được, anh cũng không chạy thoát được ngũ hành. Mình sống ở trong cái sắc thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân này. Thọ là gì? Là cảm thọ, là feelings. Sắc là form, thọ là feelings. Cảm thọ vui, buồn, mừng, giận. Có phải mình cả ngày mình sống bằng những cái thọ này không? Người đó chỉ cần nhìn mình một cái cười thôi, cái là mình thọ vui vẻ liền. Người đó mà nghiêm mặt lại với mình thôi là mình thọ khổ đau liền. Người đó chỉ cần gặp mình hỏi, kêu mình một tiếng nhẹ nhàng thôi là mình hạnh phúc liền. Người đó mà lơ là với mình chút thôi là mình khổ lụy liền. Mình ăn mà cay quá mình cũng không thích, mà lỡ món đó không cay mình cũng chẳng vui. Ăn món cay mà chẳng cay, cho nên suốt ngày mình thọ mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét. Sắc, thọ, tưởng. Có tưởng không? Tưởng dữ dội lắm. Chuyện chưa đó mà mình đã tưởng tượng ra rồi. À, rồi một cái mình thấy rồi mình tưởng khác nữa. Pháp Hòa ví dụ, cái hôm lễ Phật đản á, thật sự ra khi Pháp Hòa nguyện hương bạch Phật á, Pháp Hòa có cảm xúc. Cái cảm xúc là gì? Thương Phật, thương sự thị hiện của Phật. Khóc đâu phải là khổ đau, có những giọt nước mắt đâu phải khổ đau. Mà mình cảm xúc là mình được, mặc dù mình ở trong một trong tám nạn là gì? Là sanh sau Phật. Nhưng mà trong cái tám nạn đó chúng ta vẫn còn hạnh phúc là chúng ta còn được nghe lời Phật, thấy được Pháp. Mình còn thấy được chùa nè, mình còn thấy được cây bồ đề nè, mình còn thấy được bánh xe Pháp Luân nè, mình còn thấy được hoa sen, mình còn thấy được tượng Phật, mình còn thấy được chiếc áo cà sa, mình còn thấy được xá lợi Phật, là mình thấy Phật. Đó là những biểu tượng của Đức Phật. Cho nên mình khóc là vì mình cảm xúc cái hình ảnh, sự thị hiện của Đức Phật. Đức Phật vẫn ra đời này, Đức Phật vẫn đi trong đời, Đức Phật lớn lên, tu hành và để thành tựu được con đường và ngày nay chúng ta thừa hưởng. Khóc là khóc cái cảm xúc đó. Nhưng mà có thể cũng có vị nghĩ rằng Pháp Hòa tuổi thân, năm nào lễ Phật đản cũng cả ngàn người, năm nay chùa tông teo vắng vẻ, không có mạng nào tới, chắc tuổi thân buồn khổ lắm khóc. Tưởng không? Tưởng. Đó là một ví dụ. Rồi nói trời, ông thầy sao ông trần tục dữ vậy? Vui thì ông hỉ hạ, mà không có ai ông khóc. Đâu phải những cái giọt nước mắt đó. Hay là mình tìm được một bộ kinh mình vui mình khóc. Mà Pháp Hòa từng khóc như vậy, từng khóc khi mình hiểu được một lời kinh, khi mình tìm được những quyển kinh mình thích. Hồi chiều này một ni sư ở Việt Nam gửi cho Pháp Hòa bộ kinh Pháp Cú của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang soạn, đầy đủ một bộ Pháp Cú của Ngài. Mà Pháp Hòa cầm bộ kinh mà mình vui, mà mình mân mê cả buổi chiều.
cái hồi mà mình xếp lại được cái bộ Đại Tạng Kinh trên Tây Thiên, mặc dù chưa có đủ, vui đến mức độ là những vị xung quanh ở đó phải vào biểu là đấy đảnh lễ bộ kinh. Đó là mình đảnh lễ pháp bảo. Sắc thọ tưởng hành, sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Cho nên con người mình á, làm gì làm, có hay, có giỏi, có tài cỡ nào thì mình vẫn nằm ở trong cái phạm vi của ngũ uẩn. Mình sống, mình sở dĩ mình sống được là nhờ ngũ uẩn hợp tác với nhau. Mà mình phải thấy rằng cái ngũ uẩn này còn hợp tác với nhau, cho nên chúng ta còn được sống với nhau. Cái bài sư ông Làng Mai viết đó, Phật là lá chín, pháp là mây bay. Năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Cho nên tăng là gì? Là một cái nhóm họp hòa thuận. Nếu mình nhóm họp mà mình gây gổ thì mình không sống đúng với nghĩa của chữ tăng. Mặc dù mình hơn 4 người, từ 4 người trở lên là tăng, là đoàn thể. Mà mình không thể hiện được hai cái bản chất, hai cái nghĩa thật sự của chữ tăng là thanh tịnh hòa hợp, thì chưa phải là đó, là mình sống chưa có đúng nghĩa của chữ tăng. Cho nên ngón tay pháp là pháp của ngũ hành. Ngón lớn, ngón này nè, gọi là ngón gì? Ngón cái. Ngón này gọi là ngón cái. Và ngón này còn được gọi là ngón gì nữa biết không? Phách. Ngón này còn có một tên là phách. Thí dụ mình khen ai số 1 mình nói làm sao? Mình làm sao? Và tiếng Việt gọi là cự phách. Nhưng mà thật sự chữ cự phách là tiếng âm Hán. Và cái nghĩa của nó là gì? Là người lỗi lạc. Anh thiệt là cự phách, lỗi lạc. Chữ cự là lớn, phách là ngón tay lớn. Một người mà lỗi lạc đưa ngón tay, mình khen người đó mình đưa ngón tay lên. Và tiếng Hán gọi là cự phách. Phách là ngón cái, chúng ta gọi là ngón cái. Tiếng Việt gọi là ngón cái phải không? Ngón thứ hai là ngón này nè, mình gọi là ngón gì? Ngón trỏ. Ngón trỏ nè. Và có khi còn gọi là ngón ăn. Tại sao kêu là ngón ăn biết không? Khi mình muốn vét cái gì mình ăn, mình lấy ngón nào mình vét? Mình lấy ngón này mình vét. Chứ có đâu có ai lấy ngón giữa vét. Ở đây mà gặp người Mỹ mà lấy ngón giữa mà vét là nó chửi cho chết, nó đập nữa là. Mà ngón này vét cũng không được, mà ngón út này vét cũng được, mà ngón này vét cũng được. Chỉ có ngón này vét là gọn nhất, là tiện nhất thôi. Mà thử thôi, hôm nào mình thử lấy một cái ngón gì mình đưa vô cái chén mình vét thử, không vét được. Chỉ ngón này vét dễ thôi. Cho nên tiếng Hán gọi là thực chỉ. Thực chỉ là gì? Ngón để ăn. Người Việt bây giờ nó có một cái những cái tiệm bán thức ăn á, mình ta để một lô vậy, cái mình tới mình chỉ món nào mình thích, ta kêu là ăn cơm chỉ. Ăn cơm chỉ là sao? Chỉ món nào mình thích. Chỉ này là mình point vô đó, không? Nhưng mà tiếng Hán chữ chỉ là ngón tay, cho nên nhất dương chỉ. Đấy, nhất dương chỉ. Thì cái ngón này gọi là, tiếng Việt gọi là ngón trỏ, nhưng mà tiếng Hán gọi là thực chỉ, gọi là ngón để ăn. Và thậm chí là mình lấy cái gì mình vét. Xin lỗi đại chúng nha, bữa nào mà mình ăn dính trong cái răng mình, lấy ngón nào đem nó ra.
mấy ngón kia làm được. Mình chỉ có cái ngón này mình đưa vô dễ thôi, làm xong rồi liếm một cái nữa. Gọi là ngón chỉ thực. Ngón cái, ngón trỏ gọi là ngón chỉ. Ngón giữa gọi là ngón tướng. Trong năm ngón, ngón giữa là cao nhất. Rồi kế đến là ngón gì? Ngón này gọi là ngón gì? Ngón áp út. Tiếng Anh là cái gì? Cái này thumb phải không? Pointing finger, index finger, middle finger, ring, ngón để đeo nhẫn. Tiếng Anh gọi là ring finger. Ngón này là ngón gì? Hả? Pinky. Cho nên chữ áp út là gì? Chữ áp là gì? Mấy em không biết tiếng. Chữ áp là gần. Ngón gần út kêu là áp út. Ví dụ như gia đình nào mà có con á, mà mình là sanh ra, mà mình là mình xong là tứ đứa em út mình á, thì nói ô con là áp út. Nghĩa là con là sát với đứa em út. Thí dụ bây giờ gia đình nó 5 người. Người thứ, nếu mà kêu theo người Bắc á, thì người đầu gọi là cả, rồi mới tới thứ hai nha. Người Bắc gọi thứ trong nhà là người lớn nhất là anh cả, rồi mới tới anh hai, anh ba, anh tư. Nhưng mà gọi theo người miền Nam á, anh đầu tiên kêu anh hai, rồi anh kế là anh ba, anh tư, mà thật sự tới anh tư nhưng mà thật sự có ba đứa à. Thầy thử gọi theo người Bắc là chuẩn. Người đầu là cả, rồi đứa thứ second son mới kêu là thứ hai, phải không? Third son gọi là thứ ba, phải không nào? Thì mình gọi như vậy là đúng, đúng số. Cái đây là mình nói dễ phân biệt cho dễ thôi, chứ không lẽ mình không nói là miền nào vậy, mà cái mỗi một miền có một cách gọi. Sở dĩ mà nói đây là vì trong chúng mình có các thầy nhỏ sanh lớn lên ở đây, thì thường mình giới thiệu á, khi mà mấy đứa con nghe ai mà giới thiệu nó tôi là áp út, thì mình hiểu rằng cái người đó là người second last, có phải không anh? Ừ. Ý họ muốn nói là họ là second last, người kia là last, nhưng mà họ là người gần cuối, cho nên gọi là áp út. Thì cái ngón tay này cũng vậy, gọi là áp út. Và khi mà người ta đeo nhẫn, người ta đeo cái ngón tay tay trái. Mấy ngón kia muốn đeo làm sao đó đeo cho vui thôi. Nhưng mà hễ mà đám cưới rồi là phải đeo ngón này. Có cái truyền thuyết là vì máu nó đi thẳng vào trong tim, cho nên cái ngón này mình đeo là tình yêu nó đi thẳng vào lòng mình. Ngón út. Tiểu chỉ. Tiếng Hán gọi ngón này là vô danh. Tiếng Hán gọi ngón này là vô danh. Ngón này là tướng chỉ, tức là tướng chỉ là ngón giữa. Mình kêu là ngón giữa. Ngón này là thực chỉ. Ngón này là đại. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mình gặp một người, người ta có một cái bàn tay mà 6 ngón, thì trường hợp cái ngón thứ 6 đó gọi là gì? Cái đó gọi là chi chỉ. Chữ chi là gì? Là nhánh, là cành. Cho nên gọi là ngón nhánh. Cái trường hợp này là thỉnh thoảng mình sẽ gặp. Có người người ta 6 ngón tay, phải không? Gọi là ngón nhánh. Tiếng Hán gọi là chi chỉ. Chi là nhánh. Có một câu chuyện vui của năm cái ngón tay nè. Một cái người kia, một cái ngón đầu á, ngón cái nó mới nói với bốn ngón này. Nó nói trong năm bữa tụi mình á, tôi là người số 1. Tại vì khi mà nói số 1 là tự nhiên người ta phải đưa ngón này lên.
Vậy tôi nói với mấy anh rằng trong năm đứa chúng ta, tôi là người đứng đầu. Cái anh này mới nói với ba anh này, với anh này anh nói, thì anh nói thì tôi nghe, nhưng mà thiệt sự anh không có oai bằng tôi đâu. Tôi mà muốn nói ai, tôi muốn chỉ chỏ ai, tôi muốn ra lệnh cho ai là tôi này, làm này cho tôi. Và thậm chí mà người nào mà cà chết sao không? Coi chừng tôi nghe. Cho nên tôi luôn luôn lấy ngón này để tôi ra lệnh. Nói xong thì cái anh giữa mới nói, thôi hai em nói thì cũng có đúng đó, nhưng mà mấy em đứng lại ngay ngắn xếp hàng cho anh coi, có phải anh là người cao nhất không? Cho nên tôi nói thật là thôi coi tôi vậy chứ, tôi là người cao thì tôi phải là người có bề thế. Chẳng những vậy, người Mỹ mà nó muốn chửi nhau nó không cần nói gì đâu, đưa ngón giữa là hiểu hết trơn. Anh giữa ảnh giành ảnh là số 1. Nói xong thì cái anh áp út ảnh mới nói, anh áp út ảnh mới nói, nói gì thì nói, nhưng mà rồi mấy anh có làm gì làm cũng đâu có bằng tôi đâu. Trên thế gian này họ muốn đeo chiếc nhẫn mà gọi là không cần biết nhẫn đó, nhưng mà mắc tiền, rẻ tiền, mà nói lên cuộc đời của họ là phải đeo vô ngón của tôi. Cho nên tôi là người quan trọng nhất. Cuối cùng cái anh nhỏ này nè, em xin chào bốn đại ca. Mặc dù em là nhỏ nhất, nhưng mà em thưa thiệt với mấy anh đó, em là người gần Phật nhất. Mấy anh không tin phải không? Mấy anh chắp tay lại coi, có phải đây rồi tới Phật liền không? Nè, ngón này còn xa Phật lắm, ngón này cũng xa Phật, ngón này cũng còn xa ngón này, chỉ có cái ngón này. Bây giờ ví dụ bằng Phật ở đây nè, thì có phải chắp tay cái là mình tới Phật liền không? Cho nên tôi, em xin thưa thiệt, em là người số 1. Đó là một câu chuyện của bàn tay. Cho nên con người mình ai cũng dành mình số 1 hết á. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phát hiện là mỗi người có mỗi vẻ, mỗi người có một công dụng riêng. Mình không cần phải dành hết tất cả phải quy về mình. Mỗi người có một cái đặc điểm. Thí dụ cái anh mà anh vẽ hình thiệt đẹp, nhưng mà nếu anh được cái người mà có cái anh chàng mà đóng được cái khung đẹp, thì cái khung đó mà để vô bức tranh của anh đó nữa, thì cái bức tranh đó càng giá trị. Mặc dù anh kia anh không phải là người vẽ hình, anh chỉ là người đóng cái khuôn hình thôi, có phải không? Mà nếu cái anh đóng khuôn hình không đẹp, không biết thiết kế, không biết màu sắc, không biết phối hợp, thì làm sao bức tranh nó đẹp được? Cho nên cái người đóng, cái người mình đem tới cái tiệm mà custom make những cái khuôn hình đó, đắt tiền lắm. Tại vì họ phải nhìn vô cái bức tranh của mình màu sắc như thế nào để họ lựa một cái màu khuôn và cái khoảng rộng của cái khuôn làm sao cho cái bức tranh này nó càng giá trị hơn. Mặc dù cái anh đóng khung ảnh không phải là người vẽ, nhưng bức tranh đó có giá trị hơn nữa là nhờ vào cái anh đóng khung. Mình nấu rất là ngon, nhưng mà nếu mà mình có được một cái người giúp cho mình trang trí, thì cái dĩa thức ăn nó lại còn ngon hơn nữa. Cho nên nếu mình thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta không ai là người không có giá trị hết, mỗi người đều có cái giá trị riêng của mình. Mình đừng có tự khinh thường mình, và cũng chẳng cần phải giành giật gì cả. Mình là cái gì thì khi hữu sự người ta cần tới mình. Ví dụ đi chợ là người ta nói nấu món này món kia, chứ không bao giờ ai nói nấu cái món gì mà kêu nấu món ngò hết á. Nhưng mà cái cilantro, cái ngò đó nó không thể thiếu trên mặt của các món ăn, có phải không? Mặc dù nó chưa bao giờ được người ta kêu nó là cái món, nhưng mà nó cần, nó rất là cần. Thậm chí người ta nấu xong rồi người ta không có một miếng ngò để lên, người ta khó chịu vô cùng.
Rồi nói trời ơi cái món của tôi nó ngon như vậy mà chỉ thiếu mấy cọng ngò nữa thôi là nó sẽ ngon, nó thơm và nó đẹp. Không ai nói là nấu món tiêu hết á. Nhưng mà phần lớn các món không thể thiếu tiêu. Nó đâu có cần dành đâu. Nhưng khi người ta cần tới nó, người ta sẽ tìm tới nó. Mình không cần dành mình là ai hết á. Mình cứ là mình, rồi khi nào người ta cần tới mình, người ta tìm tới mình. Có bình thường người ta ghét thầy chùa lắm. Nhưng mà hãy ba chết mẹ chết ta kiếm thầy chùa. Tôi nói ví dụ vậy đó. Cho nên không cần, mình cứ bình thường thôi. Mình cứ bình an là mình. Cái thùng cà rem á, mùa đông không ai nhắc tới nó đó, nhưng mùa hè là ta đi tìm nó, ta ăn. Cho nên rồi chút xíu nữa mình sẽ học cái bài kệ tiếng Việt gọi là rửa tay. Còn biết móng tay kêu là gì không? Móng tay gọi là trảo. Ở trong kinh Phật có một vị trưởng giả. Ông này là cậu ruột của ngài Xá Lợi Phất. Ông tên là Câu Hy La. Và vì ông để cái ngón tay rất dài cho nên người ta gọi ông là Trường Trảo. Phạm Chí Trường Trảo. Và chúng ta có một bản kinh tên là Trường Trảo Phạm Chí Thỉnh Vấn. Mình có một bản kinh đó. Và ông Trường Trảo Phạm Chí này là chẳng qua là vì ông để ngón tay dài cho nên người ta gọi ông bằng cái biệt hiệu riêng là Trường Trảo Phạm Chí. Chứ thật sự tên của ông là Câu Hy La. Rồi bây giờ quý vị nhớ Câu Hy La xuất hiện trong bản kinh nào mình nghe thường nhất? Kinh gì mới tụng chiều đó? Kinh Di Đà. Maha Câu Hy La. Nhớ không? Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bán ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở tri thức trưởng lão Xá Lợi Phất ma ha một kiền liên ma ha ca chiên viên ma ha Câu Hy La. Ông tên là Câu Hy La. Và ông này trước khi làm đệ tử Phật là một người biện luận rất giỏi. Và chính khi mà mẹ của ngài Xá Lợi Phất có thai ngài, tự nhiên bà thông minh đột xuất. Ông trưởng giả Phạm Chí này, ông Trường Trảo này về đấu lý với bà, luận nghị với bà nói được hết. Bà nói được hết. Vì sao vậy biết không? Vì cái chủng tử, vì ngài Xá Lợi Phất là chủng tử của trí tuệ, cho nên ở trong thai mẹ thì đã làm cho mẹ được cái sự thông minh. Cái này nó sâu sắc lắm. Mình không phải học cái chuyện này ha. Nhưng mình nói một cái chuyện nhỏ thôi. Trong con người của chúng ta, nếu chúng ta có được một cái chủng tử thiện thì tất cả cái thiện nó sẽ đi ra. Cũng giống như ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho chủng tử của thông minh, thì sự thông minh, sự trí tuệ ở trong người mẹ rồi thì tự người mẹ cũng phát ra được sự thông minh. Cho nên cái chủng tử rất quan trọng. Sống sao mà tới ngày chết mình có được chủng tử thiện. Đừng để những cái chủng tử bất thiện nó ở trong người của mình, rồi mình cứ tưới tẩm hoài cái chủng tử bất thiện đó. Sư ông hay vẽ cái bức hình nhớ không? Rồi đưa làm hai chủng tử bất thiện, chủng tử thiện, rơi vào trong cái tàng thức của mình. Rồi, nghĩa là đã chuyên về cầm nắm thì khó khỏi dơ bẩn cho nên phải rửa. Cái công dụng của bàn tay là để cầm nắm. Mà đã là có cầm nắm thì sẽ có phải sự dơ, cho nên phải thường xuyên rửa. Và bài kệ rửa tay: dĩ thủy quán chưởng. Ở trong này á, chữ quán là QU đó,
quý vị sửa là chữ hoán, chữ H-O-A-N, hoán. Hoán là rửa. Dĩ thủy hoán trưởng, đương nguyện chúng sanh, gọi là cầu nguyện cho chúng sanh. Đắc thanh tịnh thủ, được bàn tay thanh tịnh, thọ trì Phật Pháp, để cầm giữ Phật Pháp, để thọ trì, để nắm giữ Phật Pháp. Và câu thần chú là án chủ Karaya Tóa Ha. Chủ Karaya đó là nguyên âm, nguyên một chữ Sukaraya. Sukaraya và chúng ta đọc là chủ Karaya. Chủ Karaya. Và cái chữ của nó là Sukaraya. Thật ra mình nhớ là tiếng Phạn ta đọc, ta gấp cái, gộp cái chữ nó lại. Nhưng mà tại vì khi mình đọc thì mình tách chữ ra để mình đọc cho nó dễ. Ví dụ như chữ Ratna, mình âm là hắt ra, ví dụ vậy đó. Sovha, mình âm là ta, có chỗ âm là tới ba chữ lần ta bà ha. Nhưng mà thật ra tiếng Phạn mình đọc Sovha, Sov, cái chữ V, Sovha. Tánh nước rất mềm, lìa dơ bỏ nhiễm là dụng. Mỗi một cái món á, nó có ba cái tên. Thí dụ cái thể, cái form á, của nước là gì? Là loãng. Cái nature, cái tánh của nó là gì? Là mềm. Cái dụng của nó là để rửa. Thí dụ bây giờ á, cũng là nước đúng không? Cái form của nó là liquid. Nhưng mà khi mà nó gặp cái duyên là trời lạnh thì cái nước này nó trở thành gì? Thành đá, thành ice. Thì khi mà nó đổi cái tướng nó rồi thì mình không gọi nó là nước nữa, mà thêm chữ là nước đá. Nước này bây giờ đã đông thành đá, nhưng mà bản chất của nó, cái nature của nó vẫn là gì? Vẫn là nước thôi. Nhưng mà tùy theo cái duyên mà mình kêu nó một tên gọi. Ví dụ như cũng là nước đó, nhưng mà bây giờ nó nóng lên thì gọi là nước gì? Nước sôi. Rồi bỏ cái lá vô uống thơm thơm thì kêu là nước trà. Nhưng mà bản chất nó vẫn là nước. Vậy thì hôm trước mình học á, tướng, thể, dụng, danh, đúng không? Thì cái tướng của cái thể của nước là loãng, cái tánh của nước là mềm, cái dụng của nó là để rửa. Và thậm chí đá đó, phải không, mà mình bào ra cho nó nhuyễn đi thì chúng ta gọi là gì? Đá bào. Giống như cái đường thôi, đường mà nó mịn quá, icing sugar, nhưng mà bản chất nó vẫn là cái chất ngọt. Thì tánh nước rất mềm, cái tánh của nước là mềm, lìa nhơ bỏ nhiễm, lại mà cái dụng của nó là để rửa, là kỳ rửa. Chữ kỳ là mình phải chà, đổ lên rồi phải lấy tay wash nó. Lấy thau đựng nước rửa tay gọi là rửa tay. Hồi xưa không có phông tên nha, không có cái tablet, cho nên lúc nào cũng phải múc nước. Cho nên mình trước mình học cái bài múc nước đổ vô cái thau, xong rồi rửa tay. Tại vì cái gì có cầm nắm là cái đó phải dơ. Cho nên trong nhà Phật, các thầy, các vị xuất gia không được để móng tay dài. Lúc nào ngón tay phải cắt gọn lên. Chẳng những vậy, mà khi bưng một cái gì là chúng ta phải để ra một cái tô, để ra một cái dĩa, cái khay chúng ta bưng, chứ không có bưng
Thí dụ đây là một tô súp nè, tô canh nè, không có bưng về. Mình bưng như vậy là cái nước nó đầy trên tô, nước nó sẽ dính vô cái móng tay mình. Nó sẽ rửa cái dơ trong móng tay mình vào trong cái món đồ, cái tô ăn đó. Cho nên cái người mà người ta bưng một cái tô mì, nước, tô súp gì cho ai đó, mà người ta bưng mà có chánh niệm đó, có cẩn thận là người ta sẽ kiếm một cái khay, người ta để cái tô đó lên. Hoặc là người ta để cái tô súp ở trong cái dĩa, rồi người ta bưng cái phần dĩa thôi cho nó đỡ nóng. Mà thường mình bưng cái gì mà nóng là cái tướng mình nó đi hấp tấp. Và vì nóng quá mình chịu không được, cho nên mình cái tay mình nó phải nhúc nhích để nó giảm đi cái độ nóng. Mà hãy nhúc nhích là nước nó trào lên cái ngón tay. Cho nên để cho mình dễ chịu và không bị nóng thì tất cả những thức ăn nào bằng nước là phải có cái dĩa ở dưới. Rồi mình bưng như thế nào để cái ngón tay mình nó không ở trên cái miệng của tôi. Rồi khi mình bưng tới cái vị đó thì mình để cái tô đó bên hông, rồi mình mới bưng cái tô vào. Còn nếu mà kẹt nữa không có chỗ thì mình bưng, mình nhờ cái vị đó sang cái tô đó, bưng cái tô đó để lên bàn cho cái vị đó. Thí dụ vậy. Cho nên mình là một người xuất gia trong chùa mà chịu khó mà học đó. Những cái trường hợp đó gọi là gì? Là tế hạnh. Oai nghi là có rồi, nhưng mà cái tế hạnh nữa. Cho nên là 3000 oai nghi, 8 muôn cái tế hạnh. Những cái tỉ mỉ đó, vị nào mà người ta kỹ lưỡng, người ta nhìn mình cái cách làm, người ta hiểu là mình, sự tu tập của mình, nghĩa là thấm dơ bẩn, lấy nước sạch bỏ cái bẩn của tay. Cũng như gì? Cũng như lấy cái nước pháp bỏ cái bẩn của tâm. Ở đây là lấy cái, nhớ nha, mình nhớ cái câu là lấy sự hiển lý. Lấy cái sự việc chúng ta rửa tay mà để nói lên cái đạo lý. Và vì sao? Vì tất cả đều nắm trong bàn tay của mình. Hồi xưa người ta hay nói cái câu vậy nè: vũ trụ sơn hà này mình nắm gọn. Ý nó là cái quyền lực của mình, sự hiểu biết của mình. Mà giờ câu đó nó thành hiện thực không? Hiện thực không? Giờ thầy nói cho mấy đứa biết ha. Mấy đứa con có cái cell phone không? À, bây giờ con muốn search cả thế giới này, có phải là cầm cái phone trên tay rồi con bấm không? Vậy thì có phải cả cái vũ trụ này, cái whole universe này nằm trong tay con không? Đúng rồi chứ gì nữa. Tất cả những cái gì, nguyên cái account của con nằm trên tay con luôn. Phải vậy không? Bây giờ là email nè, rồi nhà băng nè, tất cả cái gì là người ta đều save nó trong, người ta download ở trong cái đó hết. Ta tải nó xuống cái phone hết. Còn ở đây nói cái ý, chúng ta có hai bàn tay thôi, nhưng mà chúng ta tạo dựng. Thấy rõ ràng mình có tạo dựng không? Bất cứ ở đâu mình sống đều có sự tạo dựng hết. Nghèo dựng theo nghèo. Ví dụ mình có một khoảnh đất nhỏ thì mình cũng ra mình chịu khó, mình cày cuốc, mình làm xới đất đồ lên, để chỗ đó có một cái miếng vườn nhỏ nhỏ, rồi chỗ này mình ở, chỗ kia mình làm. Mặc dù cái phạm vi rất nhỏ, rồi chúng ta cũng tạo dựng theo cái phạm vi đó. Chúng ta có đó lớn thì chúng ta tạo dựng theo lớn. Nhưng mà không bao giờ chúng ta không có sự tạo dựng, đều từ cái bàn tay của chúng ta. Người Việt hay nói hai bàn tay tạo dựng. Cho nên bàn tay tượng trưng cho sự cầm nắm tạo dựng. Cũng như thế, trong Phật Pháp, nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người con Phật, thì vận mệnh của Phật Pháp ở trong tay của mình. Chữ cầm giữ đây nó có hai ý nghĩa. Một là mình cầm, mình nắm giữ giáo Pháp để mình hành trì. Còn nếu mình giỏi nữa thì mình có thể làm cho Phật Pháp được lan rộng.
Cho nên ở trong những cái hình vẽ đó, người ta vẽ một cái bàn tay, rồi ở trên bàn tay này có một cái bánh xe, phải không? Nếu mà là 8 cây câm á, là tượng trưng cho bát chánh đạo. Còn nếu mà 12 cây câm á, là tượng trưng cho tứ diệu đế. Tứ diệu đế mà chuyển tới 3 lần. Tại sao gọi là chuyển 3 lần? Một lần là chỉ cái pháp đó, nói cái pháp đó, chỉ pháp đó và chứng cái pháp đó, gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Thị chuyển gọi là chỉ cho mình đây là khổ, các vị phải nhận ra đây là nguyên nhân của khổ, các vị phải biết đây là sự vắng mặt các khổ, của khổ các vị phải chứng, và đây là con đường để hết khổ, các vị phải tu. Gọi là chứng. Rồi khuyến là gì? Khuyến là khuyến khích. Chứng chuyển là gì? Phật xác nhận tôi đã được, tôi đã vượt. Gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Mà tứ diệu đế mà 3 lần chuyển thì gọi 4 lần 3 là 12. Cho nên cái bánh xe pháp luân, bánh xe pháp đó, đó gọi là pháp luân đó. 12 cây câm là tượng trưng cho bánh xe chuyển pháp luân, chuyển cái giáo lý tứ diệu đế đó để nhằm khai thị, khuyến khích cho tất cả chúng sanh. Có nhiều vị hiểu lầm nói là cái bánh xe luân hồi lấy thập nhị nhân duyên á, biết không? Vô minh, hành, thức, duyên, danh, sắc, lục nhập gì đó. Không có đúng. Tại vì sao? Tự nhiên mình đem xe bánh xe luân hồi dán trên chùa làm chi? Mình để, tại sao cái bánh xe nó để trên nóc chùa? Để tượng trưng cho cái tinh thần và cái trách nhiệm. Trách nhiệm của một ngôi chùa là hiển dương chánh pháp. Cho nên đưa vẽ cái bàn tay. Bàn tay đó là tượng trưng cho sự vận chuyển, làm cho bánh xe pháp không có ngừng. Đó là bổn phận của chúng ta. Ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chuyển pháp để cho người ta ngộ được. Người ta khổ thì mình nói cái pháp khổ, pháp vui. Trong kinh Địa Tạng nhớ không? Làm cho các vị hiểu rõ pháp khổ, pháp vui. Pháp khổ là tứ diệu đế, mà pháp vui là đạo đế. Là cái đừng có lo, tuy rằng khổ nhưng mà có con đường để chuyển khổ. Cũng giống như cái thời gian qua, các chính phủ thông báo với người dân, các vị thất nghiệp đừng có quá lo, chính phủ sẽ cho một khoản tiền để quý vị tạm lo trong những cái tháng bị dịch. Các cái tiệm thì điều đình với lại chủ đất, chủ nhà giảm xuống tiền để bị người ta cũng thông cảm thôi. Người ta làm ăn không được thì tiền đâu trả nợ. Mà nếu các vị mà không có nhu nhuyến, nhún nhường 50% thì người ta không có tiền trả thì mất hết. Thì bây giờ mỗi bên chịu phần nữa. Người chủ nhà cũng phải cần tiền xài, cho nên phải trả họ 50%. Nhưng mà phải bớt 50% để cho cái người mướn người ta có cái cơ hội người ta trả và người ta sống. Đó. Cho nên nhớ bàn tay. Bàn tay là mình thọ trì là gì? Chữ thọ là mình tiếp nhận, trì là mình gìn giữ. Vì vậy cho nên ở trong mỗi cái bản kinh mà chúng ta tụng xong đều có mấy chữ đầu cuối cùng á, tính, thọ, phụng hành. Đó là ba việc mà chúng ta phải làm. Cho nên mình học kinh Phật rồi mình thấy ngay cả ba chữ cuối thôi, ba cái chữ cuối của một kết thúc bản kinh thôi, bốn chữ cuối mà là ba cái trách nhiệm chúng ta phải làm mỗi một bản kinh. Nếu mà nói rộng chút nữa nha, hoan hỷ nữa nha. Hoan hỷ, tính, thọ, phụng hành, bốn việc chúng ta làm.
bữa nào có dịp đọc lại kinh, hoan hỷ tín thọ phụng hành, đảnh lễ là rui ra, tác lễ nhi khứ. Nếu chúng ta tiếp nhận lời dạy mà chúng ta không hoan hỷ, không tin, không nhận, không làm, thì làm sao chúng ta hạnh phúc được? Quý vị mới thấy là khi mình đi vào trong kinh Phật rồi, mình bơi ở trong cái giáo pháp đó, mình bơi trong cái biển pháp đó, vô cùng vô tận. Thời gian đâu nữa mình làm việc khác, phải không nè? Mà chỉ cần mình tu như vậy, mình học như vậy, rồi mình tâm linh mình dồi dào và cuộc sống của mình sung mãn pháp hỷ. Và từ cái sung mà pháp hỷ sung mãn đó, mình chia sẻ với mọi người. Người ta mỗi ngày ăn cơm để nuôi thân, mình cung hiến người ta con đường tu tập để nuôi tâm. Mà khi thân tâm được nuôi thì con người đó quân bình. Con người mà chỉ chuyên vật chất thì vật chất sẽ lôi khổ, càng đi càng xa càng khổ. Nhưng không thể bỏ vật chất, bởi vì nó là một phần của sự sống. Nhưng bây giờ con người có ánh sáng của Phật Pháp rọi vào mỗi cái pháp đó, cho nên vật chất nó được Phật Pháp ôm ấp, cuộc sống đời nó được cuộc sống đạo nó ôm ấp. Cho nên nhà nào mà còn thắp nhang lễ Phật, còn có bàn thờ ông bà, còn có lễ Phật tụng kinh, thì tự nhiên gia đình đó đạo đức, tâm linh, sự bình an nó có. Chứ cái bàn tay này quan trọng lắm. Bàn tay này tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa. Quý vị đọc lại cái bài đó: dĩ thủy quán chưởng, dĩ thủy hoán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ. Chữ thủ, chữ trưởng đó đều là tượng trưng cho bàn tay đó. Thọ trì Phật Pháp, cầm nắm Phật Pháp. Mà không phải riêng trong đạo đâu, trong đời cũng vậy. Mình muốn nhắn gửi ai cái gì là mình nắm tay người ta, phải không? Nắm tay. I trust you, tôi tin anh. Và thậm chí mình muốn khuyến khích người ta, mình nắm tay người ta, mình trong cái im lặng mà chúng ta siết chặt cái tay người ta, để cho người, để biểu lộ một cái tín hiệu rằng mình đang có mặt với họ, mình đang support họ, mình đang ủng hộ cho họ. Người kia khổ quá, mình để bàn tay của mình lên vai họ, mình tròn vỗ về. Bàn tay làm được rất nhiều việc. Cho nên mình có Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn là chuyện đúng thôi. Không phải Bồ Tát đó có ngàn tay, không phải Bồ Tát đó mỗi bàn tay có một con mắt kêu thiên thủ và thiên nhãn, ngàn tay và ngàn mắt. Nhưng vì chúng ta sống được với cái tâm của Bồ Tát rồi, cái tâm lượng của từ bi rồi, thì cái chuyện chúng ta làm ngàn việc mỗi ngày, chúng ta thấu rõ ngàn tình trạng mỗi ngày, chuyện đó là chuyện có thật. Mỗi một con mắt trên một bàn tay, con mắt là tượng trưng cho hiểu biết, là trí tuệ, là thông cảm. Mà con mắt này nó nằm ở trên bàn tay là gì? Trí và bi song vận. Từ bi và trí tuệ nó cùng một lượt, nó đi với nhau. Cho nên mình chúc ai đó mình cũng có chúc. Thỉnh thoảng mình viết thư: con chúc thầy trí bi xâm vận, từ bi và trí tuệ của thầy luôn luôn đi đôi với nhau. Chúc cho bạn bè mình cũng vậy. Cái chỗ nào có bàn tay mình tới đó. Thí dụ như mình nghe chỗ đó người ta bị ngập lụt, nước trôi, thí dụ vậy đó, biết nghe, có mặt ủng hộ người ta. Sao mình biết được? Biết là hiểu, có mặt ở đó là thương.
Cho nên trong cuộc sống tu tập, chúng ta phát triển hai cái đó: từ bi và trí tuệ, hiểu biết và thương yêu. Cái câu chú là án chủ Karaya Tóa Ha. Karaya nghĩa là gì? Nghĩa là thiện thủ. Chữ chủ Karaya dịch nghĩa là thiện thủ. Thiện thủ là gì? Bàn tay khéo, skillful hands, hay là handyman, handy hand, một người mà khéo tay, handyman, skillful hand, talent, very talent. Lấy nước pháp bỏ cái bẩn của tâm, tức gọi là gì? Gọi là làm mới. Ngày xưa có một ông vua, ông vua này là chúng ta thường gọi là vua Thành Thang ở Trung Quốc á. Thì ông cho người viết ở trên cái chậu, cái bồn tắm của ông á, cái bát thấp của ông á. Hồi xưa không có shower. Mà nếu mà các thầy sau là làm gì biết không? Làm gì? Đứng ra ngoài sân á, cái thùng nước mưa đó lấy nước dội đó, sau của các thầy hồi xưa đó. Mà ông vua, vua chúa thì ta đâu tắm vậy? Ta có một cái bồn, rồi người ta bỏ hoa, nước hoa rồi vô ta tắm cho nó thơm, ta enjoy mà. Thì cái ông vua Thành Thang này, ông để trên cái chậu tắm của ông, ông để trên cái chậu tắm của ông mấy chữ: Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Nghĩa là chữ Nhật là mỗi ngày, Tân là mới, sửa lỗi và làm mới mỗi ngày, làm mới mỗi ngày và lại tiếp tục làm mới mỗi ngày. Mình sống sao mà mỗi ngày mình mỗi mới? Mặc dù con người mình nó cũ thiệt, con người mình nó cũ đó, tâm cái thân này mỗi ngày nó mỗi cũ, nó mỗi già đi, nhưng mà cái tâm này mỗi ngày mỗi mới ra, mỗi hiểu biết ra. Hồi xưa mình không hiểu, mình sống cũ rích. Ở nhà sống vậy, vô chùa sống y chang, thì đó là sống cũ cũ. Ở nhà mình như vậy, mình vô chùa mình sống mới, gọi là Nhật Tân. Cái tư, tâm tư mình mỗi ngày phải mỗi mới lên. Đừng có cố chấp, đừng có cứ phải bám víu. Đó là mình không biết làm mới bản thân. Cảm ơn đại chúng. Tự nhiên giờ Pháp Hoài nhớ ra cái đề tài. Hôm rồi thì đi giảng ở bên Cali, có một bà cụ 90 tuổi viết một cái thư: Tôi muốn biết là thầy, nghe nói là thầy đã giảng cái bộ gì Hồng Danh Bảo Sám, giải thích từng danh hiệu của Phật, mà thầy có nhớ cái đề tài đó tên gì không, để cho tôi tìm tôi nghe. Mà thiệt sự cái câu hỏi đó thôi, nó nằm ở trong đầu mình suốt bao nhiêu tháng trời nay mà không nhớ được cái tên của mình giảng. Thậm chí nhờ một cái vị mà lo update mấy cái chương trình giảng cũng không nhớ cái bài đó luôn. Bữa nay nhớ rồi, giờ ngồi nói vụ này, mới hồi chiều này, hồi sáng này lúc lại Hồng Danh Bảo Sám, mình vẫn nhớ bà cụ đó, vẫn nhớ câu hỏi đó. Bà cụ hỏi cái bài đó mà mình không nhớ nổi, bây giờ nhớ rồi. Cái bài đó tên là Làm Mới Thân Tâm. Chú thích 89 vị Phật ở trong Hồng Danh Bảo Sám. Hồi sáng mình lại: Nam Mô Phổ Quang Phật là gì? Nam Mô Phổ Minh Phật là gì? Mà cái bộ đó nói từ hồi 2008 là chính gì đó. Mà cái câu hỏi của bà cụ đó, ngay khi ở bên Cali là đã đi tìm rồi, khuya lơ khuya lắc về, dẫn lên mạng đi tìm cái bộ đó để làm sao nhớ ra được cái tên, nói cho bà cụ nghe, mà không nhớ nổi. Không biết bà cụ có buồn mình không? Hay là bà cụ có còn sống để chờ câu hỏi này không? Bữa nay xin
báo cho bà cụ biết là bài đó tên là Làm Mới Thân Tâm. Mới sáng đây lúc lại Hồng Danh Bảo Sám vẫn nhớ bà cụ đó. Bà cụ viết chữ rất là đẹp, già lớn tuổi viết chữ đẹp lắm. Và hỏi câu hỏi, con muốn nghe mà không nhớ cái thầy có biết bài đó tên gì không. Mà ngay khi ở Cali là đã đi tìm rồi, mỗi tối mệt vậy đó mà vẫn lên search coi cái bài đó là gì, rồi email về hỏi các vị, không ai nhớ cái tựa hết. Nhật tân là mỗi ngày mới, hữu nhật tân là lại mới nữa. Cho nên mình nhớ là mình mỗi ngày con người mình mỗi cũ đi. Con người là cái thân thể này nè, cái xác thân này nè, nó cũ là nó phải hư, nó phải, nhưng mà cái tâm tư mình phải mới, cái cách sống mình phải mới, cái hiểu biết của mình phải mở ra. Hồi xưa mình như vậy đó là tại vì mình chấp đó là cái thời điểm đó là phải như vậy, nhưng ở nó sang một cái thời điểm khác nó phải là khác. Người nào mà được như vậy thì tự nhiên không có khổ nữa. Cho nên ở trong cái trong Phật giáo mình có hai cái loại chết đó. Thí dụ như là mỗi ngày mà một ngày nào đó đùng một cái mình chấm dứt cuộc sống, cái này gọi là nhất kỳ vô thường. Một ngày nào mình sẽ đến cái kiểu vô thường này, nhất kỳ vô thường. This will happen once in your life. Nhất kỳ vô thường. Nó có một loại vô thường nữa gọi là gì? Sát na vô thường. Sát na vô thường là gì? Là cái sự thay đổi từng tích tắc, từng tích tắc. Cái chữ sát na nó còn mau hơn một cái tích tắc nữa. Một cái sát kinh đó, nó cũng nó nhanh hơn một cái sát kinh đó. Cái sát na là nó nhanh hơn một cái sát kinh nữa. Một giây á. Đấy, hồi nãy mình mới vô ngồi đây là 6 giờ. Giờ 7 giờ rồi đó. Phải không? Rồi bây giờ thôi tuyên bố nghỉ nghe. Đây, nhất kỳ vô thường. Nhưng mà trong cái nhất kỳ vô thường này mình sống bằng cái sát na vô thường, thay đổi luôn luôn. Cho nên Pháp Hòa hay chọc mấy chú, mình to cái tướng mà mình không to được cái đầu. Có nhiều khi ba ông mà chụm lại làm gì, Pháp Hòa chọc lắm. Ba đứa cộng tuổi là con nhiêu tuổi rồi mà chưa nghĩ ra được một cách. Nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Mỗi ngày mới, mỗi ngày mỗi mới, lại mỗi ngày thêm mới. Mình bắt chước của Thành Thang đi. Viết câu đó để ở đâu đó để tự nhắc mình. Còn nếu không viết một câu trong cái bài kệ hô chuông buổi sáng đi. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Viết câu đó ra. Để ở ngay cửa. Để ở cái cửa vô ra của mình đó. Để ngay cái gối mình nằm đó. Để ở đầu giường mình đó. Để ở đâu cũng được. Mà cái câu đó bây giờ trở thành ra thiền ngữ. Beautiful quote. Một câu nhắc nhở mình thật là thiết thực. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Hôm nay ngày mới rồi, mình có đi trong tỉnh thức không? Hay là mình vẫn đi trong cái mê lầm, cái sai quấy của mình? Ngày xưa các vị minh quân là người ta làm một điều gì đó để cho tự nhắc nhở người ta trở thành một đấng vua mà sáng suốt, biết thương yêu chăm sóc cho dân. Còn chúng ta cũng thế, mình sống như thế nào mà ít nhất
mỗi ngày bản thân mình cảm thấy được sự bình an hạnh phúc. Và khi mình có bình an hạnh phúc thì cái chất liệu bình an hạnh phúc nó tỏa ra, nó làm cho người xung quanh mình sẽ được thừa hưởng cái đó. They benefit. Có nhiều khi mình đâu cần nói gì đâu. Đó là lý do tại sao mà Pháp Hòa gửi mấy thầy mấy chú về với Hòa Thượng Làng Mai. Có thể Hòa Thượng bệnh, Hòa Thượng không dạy nữa, nhưng mà một người có đạo đức sống ở đó, nó lan tỏa ra cái năng lượng. Mình nhờ cái năng lượng đó mình sống. Cũng giống như cái cây thôi, nó tỏa ra cái oxy. Mình thở, mình sống, cái fresh air nó rất là cần. Cái không khí trong lành rất là cần cho mỗi người chúng ta. Nếu mà trong cái phòng này nó không đủ không khí, mình nhức đầu dữ lắm, mình mệt mỏi dữ lắm. Cho nên lâu lâu mình mở cửa sổ ra cho không khí nó vào. Nhà phải có cái máy lọc bụi, thí dụ vậy, để nó lọc những cái bụi, nó cho ra một cái không khí trong lành. Thế thì chúng ta có lọc chưa? Lọc bụi phiền não để nó tỏa ra được một không khí trong lành cho những người thân của mình sống. Tất cả những cái đó là cái việc làm của chúng ta mỗi ngày đó. Chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta niệm Phật, chúng ta học Phật Pháp để làm gì? Để lọc bụi, để chúng ta tỏa ra được một cái không khí. Quý vị thấy học có một bài kệ mà, chỉ có một bài kệ 4 câu thôi mà biết bao nhiêu thứ để chúng ta nói, chúng ta học ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Phật Pháp không phải là một cái gì mà chúng ta không với tới, mà tu cũng không phải là cái gì mà chúng ta phải làm ghê gớm. Mà tu là để chúng ta làm mới là tất cả. Có nhiều khi cái nhà cũ á, mà có nhiều người người ta biết sửa nhà đó ha, cái nhà cũ đó người ta để tay người ta vô tháng sau thôi, cái nhà đó thành ra một cái nhà mới bán có giá liền. Cũng giống như trên Tây Thiên mình, nếu mà không có mấy chú Phật tử giúp mình, mấy chú không để tay mấy chú vào, thì Tây Thiên ngày nay làm được gì được như vậy. Rồi quý vị thấy không, bàn tay của mình chỉ để vô có 2 cái thứ 5 thôi. Sau một mùa đông Tây Thiên, một cái đống rác vừa rồi đổ ra đó, mỗi bàn tay vô. Cho nên chỗ nào có bàn tay chánh niệm rớ vào thì chỗ đó phải được thay đổi. Nhưng mà cái bàn tay đó nó phải làm bằng cái con mắt thấy sai mới làm được. Không thấy sai không sửa đâu. Anh làm vậy sai, tôi có thấy gì sai đâu. Tôi đâu có thấy sai. Anh không thấy sai để không sửa. Còn anh thấy anh sai, anh sẽ sửa. Cực kỳ. Thôi mình dừng đi. Anh thấy hết giờ mà anh chưa chịu ngưng. Cảm ơn đại chúng. Bữa nay mình học bài tẩy thủ chưa xong nha. Thứ ba tuần sau mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.